Miệt thứ đi đâu bằng đó nha. Và chụp hình. À, đừng ngại mà, cái này lâu lắm rồi con mới gặp lại á. Cô bán gì con vô con ăn coi. Rồi, ngon, xuất sắc. Lâu lắm rồi con cũng mới ăn bánh tằm. Quay đi mà, duyên dáng mà. Không sao cả. Mọi người sẽ biết và mọi người sẽ ủng hộ cô mỗi ngày. Cô bán đủ thứ luôn hả? Bánh tằm rồi cái gì nữa cô? Cho con một phần bánh tằm đi. Còn có chỉ có nước uống đâu hả? Cô nhà ở đâu lận cô? Ở xa đi không? Ở gần ở đây đúng không ạ? Gần ở khu phố mấy? Ở đây là khu phố 2 à? Dạ. Cô bán lâu chưa cô? 30 mấy năm luôn hả? Mà cái này là mình quen rồi mình muốn bán như vậy hay là tại sao cô không mở trên đường lộ đường cô? À. Dạ. Mình đi bán là từ mấy giờ đến mấy giờ cô? À, 1-2 giờ là cô bán hết rồi cô mới về hả? Vậy là cũng bán nhanh ha. Dạ. Hấp dẫn quá cô. Đây cho con này. Ê cô đừng có khỏi đẩy lại, có khỏi đẩy lại. Sông nước mênh mông, Miệt Thứ còn sót lại một chiếc xuồng bán trên sông. Đã lâu lắm rồi, 2 mấy năm rồi con mới nhìn lại được cái hình ảnh này đó. Con ở đây nè, nhà con bán dép bên sông đó chú, cái đó cô. Tiệm dép Hiền Hải có qua ủng hộ con nha. Cũng bán dép mà 2 mấy năm, gần 30 năm rồi đó. Ở bên trung tâm thị trấn nè, trước đây nhà con ở ngay chỗ bệnh viện, đối diện bệnh viện đó, Bi Tích Hiền Hải. Rồi, cô đợi con lấy tiền nha. Hết bánh rồi, em mua rồi nè, chị ăn không em tặng chị luôn. Và đây là hộp bánh tằm với 10.000. 10.000 thôi nha các bạn. Rất là ngon. Chưa ăn đã cảm thấy rất là ngon rồi. Vì thứ nhất là thấy rất là sạch sẽ. Cái thứ hai là cô nói là cô bán cái giá 10.000 là giá hữu nghị dành cho người nghèo.